Quý vị đang đến với những bộ trang phục của vùng Nam Bộ. Trên sân khấu lúc này là y phục cô dâu chú rể của người Chăm. And now we would like to present to you the costume of the southern people of Vietnam. On the stage is the traditional costume of Cham, groom and bride.